khoảng 9 giờ sáng nay, ngày 12 tháng 4, căn biệt thự số 233 khu đô thị Cẩm Bình, phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả bất ngờ bốc cháy dữ dội. Theo thông tin ban đầu, căn biệt thự trị giá trăm tỷ của gia đình ông D, X, H. Vụ cháy xảy ra tại khu vực bếp và nhanh chóng lan ra tầng 1 của căn nhà có nhiều nội thất bằng gỗ khiến ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt. Tại thời điểm xảy ra cháy có vợ của chủ nhà và một người giúp việc bị mắc kẹt trong đám cháy. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an thành phố Cẩm Phả huy động 3 xe chữa cháy và gần 30 cán bộ chiến sĩ, dân phòng tới hiện trường triển khai các biện pháp dập lửa, đồng thời thực hiện cứu hộ đưa hai nạn nhân bị mắc kẹt ra ngoài và đi cấp cứu tại bệnh viện Gia Khoa Cẩm Phả. Tuy nhiên, vợ của chủ nhà đã không qua khỏi. Đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã dập tắt được đám cháy. Hiện, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy tòa lâu đài trăm tỷ và thống kê thiệt hại.